con dâu này mình sẽ ăn chân trâu bằng cách là mỗi người có hai cái đầu ống có vạch đỏ ở giữa, đếm 1, 2, 3 thổi mạnh mà cái chân trâu nó tràn qua cái dây đỏ của đầu bên này hoặc tràn qua dây đỏ của đầu bên này là đội đó thắng. Mà nếu như cái sức thổi người ta quá mạnh mà mình lo cười ha 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 thì chân trâu nó vô họng mình ăn luôn. Chân trâu này chúng tôi đã lượt sạch đẹp đẽ từ cung cấm chúng tôi chuyển ra đây 2000 cung ngữ ngồi vô viên mới được nhiều đó gì cả nhà hai bên mình yên tâm nha. Ha, bây giờ chắc là hai đội trưởng lên chơi thử hay là hai chị nữ lên chơi ạ? À? Khi nào chị Cương thổi cái te mới được thổi nha. Nè, bây giờ khởi động cơ miệng nè. Để cho nó khỏi giật bẻ. Coi làm coi. 2, 3 làm cái miệng coi. Chao đỏ có duyên nè. Làm nhỏ, thằng áo xanh làm coi. Nhỏ, để nó khỏi giật bẻ. Chị nói thiệt luôn á. Thấy không? Có bồ chưa? Chưa có bồ. Có vợ chưa? Có vợ rồi ngon lành. Mỗi lần hung vợ sao làm như vậy? Bỏ lên. Cười chắc sặc luôn. Rồi ông no chưa? Có nhiều chân trâu vô miệng quá, không còn nhai nhai nữa kìa. Thôi kệ no. Thắng tôi không có ăn trâu, nó mắc cười. Ông này ông đi, ông lo thi, ông lo mắc cười. Ông nói tôi tặng cho ông khởi động nổ. Nhưng ông mắc cười quá. Chưa kịp gì trơn trụi luôn. Rồi, em ngưng một giây đổ chân trâu vô. Khởi động cái mỏ coi. Đó, mới khởi động đồ gì nha. Chuẩn bị mắc cười nha. 1 2. Trời đỏ, mày làm gì mày phái ăn bô bà vậy? Nó mắc cười quá, chị đừng làm gì. Một chút nữa nó vừa mới lên cái tôi quay mặt ra đây tôi nói chuyện. Không dám dòm nó, nó mắc cười. Rồi, mời hai bạn. Chưa, khởi động mỏ coi. Bên áo xanh khởi động. Trời ơi, coi. Quá trời cái mỏ rồi, cỡ tôi chứ không vừa gì. Giỏi quá. Thổi lên, mạnh lên. Cái số chân trâu nó nằm bên màu xanh rất là nhiều. Dạ đúng không bà con? Dạ vậy là kỳ này màu đỏ thắng. 2-1. Rồi chuẩn bị nha, bước lên. 3 2. Thổi mạnh màu xanh ơi. Mạnh màu xanh ơi, mạnh. Màu xanh mạnh. Khởi động lên màu đỏ sắp thắng rồi kìa. Màu xanh sắp được rồi kìa. Một cái nữa. Ráng lên. Phải qua cái lần này. Thôi mạnh. Thôi. Màu xanh thắng đúng không ạ? Trời ơi, mấy chục ngàn cặp mắt mà lo gì. 3 1. Bên đây phải gán thắng tại chúng ta có 7 lượt thi lận. Rồi, mời đổ bô bà vô. Khởi động mỏ chưa? Trời đất ơi, quá trời cái mỏ rồi. Hết nước nói mà chị ruột rồi. Vợ chồng ăn bô bà cũng rủ nhau nữa. Hồi nãy ông chồng rồi, bây giờ tới bà vợ. Cái ông nói sẽ không thua đi ăn bô bà chung với anh cho nó có tình cảm. Rồi bây giờ 4-1. Nhưng mà vẫn phải thi tiếp để mình lấy danh dự chứ thua hoài sao. Leo lên, đổ bô bà vô. 3